Mời quý vị theo dõi bản tin miền Trung Tây Nguyên của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, ngày 4 tháng 3 tại thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định. Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng với những kết quả mà Bình Định đạt được, đặc biệt năm 2023 là năm rất thành công, tỉnh đã đạt và vượt kế hoạch 17 trên 19 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Tổng sản phẩm địa phương GRDP tăng 7,61%, xếp thứ 17 trên 63 trong cả nước, thứ 6 trên 14 trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ và thứ 1 trên 5 trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Quy mô kinh tế ước đạt trên 117.668 tỷ đồng, xếp thứ 5 trên 14 trong khu vực miền Trung. GRDP đầu người ước đạt 78,19 triệu đồng. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Bình Định đã đạt nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác, đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận mặc dù phát triển nhanh nhưng quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn khoảng 5 tỷ USD. GDP đầu người ước đạt 78,19 triệu đồng, khoảng hơn 3.000 USD do xuất phát điểm thấp. Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề làm sao để lấp đầy những khó khăn vướng mắt trong quá trình phát triển. Hiện các dự án chưa thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược, chưa có cá to là do chưa có ao sâu, Bày tỏ sự nhất trí với ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói về khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ bkmed V-SHIP Bình Định giai đoạn 1 vừa gánh thành. Đây là mô hình rất mới, đòi hỏi cách tiếp cận bài bản, đồng bộ và với tư duy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, phải giải quyết triệt để mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội đã nêu ý kiến về nội dung tỉnh đề cập liên quan đến chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước, từ hai vụ trở lên của dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 về việc nghiên cứu xây dựng dự án luật thừa phát lại. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Bí thư tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết, tỉnh sẽ bổ sung vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cũng như kế hoạch triển khai quy hoạch tỉnh mới được phê duyệt. Tối ngày 4 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Con Tum cho biết, trên địa bàn thành phố vừa xảy ra vụ cháy ruộng mía với tổng diện tích thiệt hại gần 6 ha. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người. Vụ cháy bùng phát vào khoảng 12 giờ 30 trưa cùng ngày tại cánh đồng mía thuộc xã Đoàn Kết, thành phố Con Tum. Do thời tiết hên khô, gió mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng lan ra các khu vực xung quanh. Lực lượng chức năng cùng người dân đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp ngăn chặn ngọn lửa. Đến khoảng 14 giờ chiều, ngọn lửa đã được khống chế. Theo thống kê ban đầu, diện tích mía bị thiệt hại là 5,83 ha. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do một hộ dân bất cẩn trong việc đốt vườn mía đã thu hoạch, khiến ngọn lửa lây lan sang các khu vực khác. Toàn tỉnh Con Tum có hơn 1.200 ha mía, trong đó chủ yếu tập trung tại thành phố Con Tum với gần 850 ha. Ủy ban nhân dân thành phố Con Tum khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trong việc đốt dọn nương rẫy. Khi đốt dọn, cần có sự giám sát chặt chẽ để tránh gây cháy lan sang các diện tích lân cận. nằm trên đỉnh đèo hải vân giữa ranh giới thành phố đà nẵng và tỉnh thừa thiên huế di tích cấp quốc gia hải vân quang được hai địa phương này cùng hợp tác trùng tu hơn hai năm qua đến hai điểm đến quan trọng về văn hóa lịch sử và cảnh quan này đã luộc sát ngoạn mục gây bất ngờ cho những ai có dịp trở lại nơi đây Làm nó cũng rất là rêu phong, rất là, là nhét nhát, nó thật là rất là cảm thấy rất là buồn. Sau hơn 2 năm trải qua cuộc đại trùng tu, hiện nay Hải Vân Quang đã được trả lại vẻ bề thế uy nghi của hệ thống phòng thủ quan trọng phía Nam Kinh Thành Huế thời Nguyễn, với các hạng mục như nhà vũ khố, nhà trú sở, các cửa ải, tròi canh, tường thành bằng đá. Hai địa phương đã rất cẩn trọng trong việc trùng tu di tích, cho nên có sự đóng góp của khảo cổ học, của thư tịch học và từ đó nhiều hạng mục trước đây không còn thì bây giờ cũng đã được phục dựng về vật liệu thì có thể thấy là đá thanh rồi những viên ngói thì các nhà thi công cũng đã cố gắng tìm được những nguyên liệu gần với nguyên bản nhất. Tổng kinh phí trùng tu di tích quốc gia đặc biệt Hải Vân Quang hơn 40 tỷ đồng được chính quyền thành phố Đà Nẵng và thừa Thiên Huế cùng đầu tư và phối hợp thực hiện. Được biết hiện các hạng mục tu bổ Hải Vân Quang đã cơ bản hoàn thành. Dù chưa mở cửa đón khách thông quan nhưng mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt khách trong nước và quốc tế háo hức ghé thăm điểm đến đặc biệt trên đỉnh đèo Hải Vân này. Bản tin miền Trung Tây Nguyên của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn bạn Thạch Silver Sa Hotel and Resort đã đồng hành cùng chúng tôi trong bản tin này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.